Trong thời buổi hiện đại, kem chống nắng trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen chăm sóc da hàng ngày. Nó giúp chống lại các tia UV có hại từ ánh nắng mặt trời, đặc biệt là giảm nhanh tình trạng sạm da, lão hóa, mở vết thâm và ngăn ngừa ung thư da. Hiện nay, dòng kem chống nắng La Roche-Posay đã cho ra mắt hàng loạt các sản phẩm cho từng loại da. Nổi bật nhất là dòng kem chống nắng La Roche-Posay vạch xanh dương mẫu mới đang được chị em quan tâm nhiều nhất. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu về loại kem chống nắng La Roche-Posay vạch xanh dương mẫu mới này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay xanh dương có khả năng kiểm soát dầu cực tốt. Đồng thời, với chỉ số chống nắng SPF 50 cộng giúp bảo vệ da tối ưu, ngăn chặn các tác động gây hại của tia UV, đặc biệt là tia UVA với bước sóng dài, ánh sáng xanh, bức xạ nhiệt lên bề mặt và sâu trong cấu trúc da. Bên cạnh đó, dòng kem chống nắng La Roche-Posay màu xanh luôn mang đến sản phẩm có chất lượng cùng độ an toàn và lành tính cực cao. Em này sở hữu thành phần cùng hoạt chất tuyệt vời giúp mang lại cơ chế chống nắng hoàn hảo và tối ưu nhất. Với công nghệ độc quyền XL Protect giúp chống nắng tối ưu với màng lọc bảo vệ phổ rộng và tổng hợp các chất chống oxy hóa. Công nghệ này sẽ giúp ngăn chặn tác hại của tia UV, tia cực tím, ô nhiễm có thể gây nên các bệnh về da. Ngoài ra, kem chống nắng La Roche-Posay xanh dương còn chứa nước suối khoáng Thermal Spring Water, có đặc tính làm dịu và chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do có thể được tạo ra bởi tia UV và các thành phần an toàn lành tính khác nữa nhé. Dòng kem chống nắng có chất dạng gel mỏng nhẹ, không nhờn rít hay bết dính trên da. Sản phẩm có hai loại là có màu và không màu. Đồng thời, kem chống nắng không có mùi cồn hay mùi hóa học, nên sẽ gây nên cảm giác khó chịu ngay cả với các bạn có da nhạy cảm. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.